Vận mệnh của Nam Mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2024 bất ngờ nhận được số hưởng trời ban, đổi đời như ý, giàu sang sung túc cả một đời nếu nắm chắc được điều này. Tử Vi Việt rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong chuyên mục Tử Vi năm 2024 của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trên đời này chẳng có ai có lẽ là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc, ấm êm, chẳng có điều gì phải lao tâm khổ tứ. Số mệnh con người, ắt tốt hay xấu đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Cuộc đời con người rất sợ và ám ảnh việc nợ nần túng thiếu, nhưng mỗi người mỗi một hoàn cảnh. Sẽ có lúc bạn sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh mình không hẳn mong muốn. Trong đó chúng ta sinh ra thuộc ai trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong số lục thập hoa giáp, mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 Nam Mạng được trời định làm người tốt số. Số trời sinh mang mệnh đắc tài phú quý trong năm 2024. Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc báo xứng đáng. Cuộc sống tiền bạc viên mãn, 10 phân vẹn 10, thần tài chỉ đường ban lộc, cát tinh cao chiếu, mọi việc sẽ suôn sẻ và ổn định hơn. Vậy bản mệnh sẽ được ơn trên ban cho những cơ may nào trong năm 2024? Vận hạn xui rủi cần phải tránh là gì? Và cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho bản mệnh là gì? Thì ngay sau đây, quý vị hãy cùng với kênh Tử Vi Việt đi tìm hiểu luận giải chi tiết ngay sau đây nhé! Luận giải lá số tử vi Nam Mạng tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, năm Giáp Thìn 2024 gồm có các phần sau. Phần 1 đặc trưng phân biệt Nam Mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong hệ tử vi đầu số. Phần 2 chi tiết tử vi năm 2024 của Nam Mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 theo can chi ngũ hành sao chiếu mệnh, vận hạn vận niên và tuổi âm. Phần 3 đánh giá vận trình tử vi Nam Mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 năm 2024 trên các phương diện. Phần 4 luận hung cát tử vi 12 tháng năm 2024 của Nam Mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Phần 5 luận kết và cách hóa giải vận xui của Nam Mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm 2024. Cụ thể như sau. Đinh Tỵ 1977 hay còn được gọi với cái tên khác là đầm nội chi xà, tức là rắn ở trong đầm. Năm sinh dương lịch, từ 18 tháng 2 năm 1977 đến mùng 6 tháng 2 năm 1978. Năm sinh âm lịch Đinh Tỵ, thiên can đinh, tương hợp nhâm, tương hình tân quý, địa chi tỵ, tam hợp tỵ dậu sửu, tứ hành xung dần thân tỵ hợi. Mạng xa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế phú quý, xương con rắn, tướng tinh con cú, ba chúa ngọc độ mạng. Đinh Tỵ với nạp âm hành thổ do can đinh hỏa ghép với chi tỵ hỏa, can và chi cùng hành hỏa lại tương hợp ngũ hành và nạp âm. Tuổi rắn là lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Hỏa tính chứa nhiều trong tuổi, khi hỏa vượng hay suy, thiếu chất thủy kềm chế, các bộ phận tim, mạch, tiêu hóa dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ về già đỡ bận tâm. Rắn là loài động vật máu lạnh, luôn xuất hiện với một vẻ ngoài trơn trượt, ẩm ướt lạnh lẽo. Nhưng trong thực tế, người tuổi Tỵ thường có vẻ ngoài ưa nhìn, phụ nữ Đinh Tỵ xinh đẹp, gợi cảm. Các chàng trai thì nho nhã lịch sự, hấp dẫn và khá lãng mạn. Với những điều trên, rất dễ khiến người khác bị hấp hồn và làm theo ý họ một cách vô thức. Ngược lại, Đinh Tỵ thường rất đa nghi, có lối sống kín đáo và có thể thù dai. Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm, thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ thông minh lanh lợi, có khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, đền, nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh. Phần 2, chi tiết tử vi năm 2024 của Nam Mạng tuổi Đinh Tỵ
sinh năm 1977 theo can chi ngũ hành cung phi, sao chiếu mệnh, vận hạn vận niên và tuổi âm. Chiếu theo vận hạn âm dương ngũ hành của năm Giáp Thìn với tử vi nam giới sinh năm 1977 cho thấy phần công việc làm ăn chưa thật thuận lợi. Trong năm 2024, nam giáp tuổi nam giới tuổi Tỵ nên tập trung vào một công việc cụ thể và tránh đổi việc. Nếu có kế hoạch đầu tư tiền bạc, chủ mệnh cũng cần phải đề cao cẩn thận. Ngoài ra, sức khỏe của nam Tỵ 1977 không được tốt lắm, có thể gặp phải các vấn đề liên quan đến máu hay bệnh về tay chân. Thứ nhất, xem tử vi 2024 đinh Tỵ nam mạng theo can chi ngũ hành cung phi. Xét theo ngũ hành, những người sinh năm này có bản mệnh thổ gặp năm có bản mệnh là hỏa, tương ứng quan hệ chủ về tương sinh rất tốt. Luận tử vi 1977 nam mạng 2024 cho thấy năm Giáp Thìn người bản mệnh thổ, cuộc sống đón nhận tin vui, may, tiền bạc xuất cho làm ăn hay đầu tư kinh doanh đều chủ về được lợi, với mưu cầu liên quan đến danh vọng trong năm này được như ý muốn. Đối với dự định xuất hành đi làm ăn xa, được quý nhân giúp đỡ, nên người bản mệnh thổ gặp nhiều thuận lợi và kết quả thuận ý. Xét theo thiên can, thiên can của người tuổi này là đinh, thuộc ngũ hành hỏa, gặp năm Giáp Thìn có thiên can giáp thuộc ngũ hành mộc là bình hòa. Xem tử vi 2024 đinh Tỵ nam mạng thấy trong năm công việc kinh doanh làm ăn của chủ mệnh không kỳ vọng có sự khởi sắc, nhiều khả năng không được kết quả như mong muốn. Ngũ hành của thiên can năm Giáp Thìn có mối quan hệ tương sinh với ngũ hành thiên can đinh của tuổi, nên người tuổi này dễ có tin vui về thay đổi nơi ăn, chốn ở trong năm, hoặc cũng có thể là tin vui về công việc của bản thân. Xét theo địa chi, xem bói tử vi tuổi đinh Tỵ năm 2024 nam mạng thấy địa chi của người tuổi này gặp năm địa chi là Thìn, thể hiện mối quan hệ chủ về bình hòa. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi này công việc làm ăn duy trì như cũ, không có nhiều thay đổi, gia đạo dự báo đưa tới những chuyện vui. Còn xét về ngũ hành của địa chi của tuổi là hỏa, gặp địa chi năm là thổ, có quan hệ tương sinh. Theo đó, chủ mệnh trong năm Giáp Thìn nhiều khả năng có sự tính toán công việc đưa tới những dự định thay đổi. Xét theo cung phi, luận tử vi năm 2024 tuổi đinh Tỵ nam mạng cho thấy cung phi tuổi này cung khôn thổ, gặp năm 2024 Giáp Thìn cung phi chấn mộc, chủ về họa hại. Theo đó, trong năm 2024, người tuổi này cuộc sống không có nhiều may mắn, cùng với đó là thị phi đưa tới, quan hệ về ngũ hành mộc cung phi năm tương khắc với hành thổ của ngũ hành cung phi tuổi. Vì thế bản thân phải tự cố gắng và không hy vọng có sự giúp đỡ. Công việc nếu thay đổi trong năm, chủ về không tốt. Thứ hai, xem tử vi 2024 đinh Tỵ nam mạng theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi đinh Tỵ 1977 nam mạng năm Giáp Thìn 2024 là sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là Thủy Tinh là một phước lộc tinh. Nếu chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, có nhiều niềm vui tài lộc và vận may trong cuộc sống, cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao Thủy Diệu, Thủy Tinh, phước lộc tinh tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò. Giữ gìn lời nói, nhất là nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi lời tiếng thị phi đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp. Mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa khi gặp chòm sao Thủy Diệu chiếu mệnh có đôi chút trở ngại, nhưng đó không phải là điều đáng lo, vì vốn dĩ Thủy Diệu là một phước lộc tinh rồi. Tóm lại, tính chất của chòm sao Thủy Diệu có hai mặt, trong đó vừa mang đến tài lộc, vừa có thể mang lại nhiều điều không may cho một số người. Do đó, với người không may mắn thì nên làm lễ cúng giải hạn sao Thủy Diệu, còn người khác không cần thiết phải cúng giải hạn sao, nhưng vẫn nên cúng nghênh sao để rước thêm phúc phần trong năm nhé. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về Thủy Tinh,
Trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian. Nam nữ vận mệnh bất an, tháng tư tháng tám bi lụy trần ai. Văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người. Tàng khốc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn. Gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lầm mà nguy. Thứ ba, xem tử vi 2024 Đinh Tị Nam Mạng theo vận hạn của tuổi Đinh Tị. 1973 Nam Mạng là năm Giáp Thìn 2024, là hạn thiên tinh. Nhắc tới thiên tinh là nhắc tới vấn đề về sức khỏe, tình trạng tiêu hóa. Khi gặp hạn thiên tinh, cần chú ý tới việc ăn uống đề phòng bị ngộ độc. Không nên ăn hàng quán kém chất lượng, kém vệ sinh. Tuyệt đối không tắm khuya, nguy cơ bị cảm nguy tới tính mạng rất là cao. Nếu phụ nữ có thai thì cần kiêng cữ trong ăn uống, không nên vận động mạnh, tránh leo trèo gây nguy hiểm cho tính mạng cả mẹ và bé. Hạn thiên tinh tốt hay xấu? Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạ thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo. Có nghĩa thiên tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột, tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe, vấn đề sức khỏe của phụ nữ khi gặp hạn thiên tinh khá là nặng. Sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém. Nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Nếu là phụ nữ mang thai có nguy cơ té ngã hoặc sẽ bị sinh non thiếu tháng. Kiện cáo, người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã xích mích kiện tụng, thậm chí là rơi vào vòng lao lý, làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tài bày vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng nặng hơn là chịu án phạt. Nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc dẫn tới ly hôn. Cách hóa giải hạn thiên tinh: mỗi năm chúng ta sẽ gặp một niên hạn khác nhau. Mỗi niên hạn đều mang những điềm báo tai ương riêng. Riêng với hạn thiên tinh, thường mang đến những điểm xấu về hệ tiêu hóa và kiện tụng. Việc tìm cách hóa giải thiên tinh không thể xóa bỏ hay ngăn điều xấu xảy ra, mà chỉ giúp được số hạn chế những tai ương đen đủi xảy ra trong năm. Dưới đây là một số phương pháp đơn giản hóa giải hạn này, bạn hãy tham khảo xem sao nhé. Sức khỏe: những ai gặp sao thiên tinh, đặc biệt là phụ nữ, cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ mang thai cẩn thận khi đi lại, không ăn những món nhiều dầu mỡ hay thức ăn đông lạnh. Nếu không may sẽ dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày, thắt ruột. Kiện tụng: những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn, cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật, luôn giữ bình tĩnh tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó cần tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa, cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, bạn nên có chế độ rèn luyện nhằm nâng cao sức đề kháng. Thứ tư, xem tử vi tuổi Đinh Tị năm 2024 năng mạng theo vận niên. Thử quy điền tốt, giải nghĩa. Vận niên thử quy điền tượng trưng cho hình ảnh chuột trở về đồng, là vận niên ý nghĩa tốt. Đối với người gặp vận niên này, nên tiếp tục công việc hoặc môi trường cũ, sẽ đón được lợi tức tốt và tinh thần cũng được an vui. Luận tử vi Đinh Tị năm mạng 2024 thấy năm này may mắn đưa tới một cách bất ngờ. Người xung quanh tin tưởng hợp tác và được quý nhân giúp đỡ trong nhiều công việc. Dự định đầu tư kinh doanh được kết quả tốt đẹp, gặp được nhiều người bạn tốt và trong năm có thể đón tin vui hỷ sự. Thứ năm, xem vận hạn tuổi Đinh Tị năm 2024 Nam Mạng theo tuổi âm.
Tử vi 2024 tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng có hạn tam tai không? Người tuổi Đinh Tỵ cần tránh các năm tam tai Tý, Sửu, Hợi năm 2024 là Giáp Thìn. Theo cách tính thì gia chủ 1977 Đinh Tỵ sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2024 tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng có hạn kim lâu không? Năm 2024 Giáp Thìn gia chủ 1977 Đinh Tỵ là 48 tuổi, tuổi Mụ. Theo cách tính này, gia chủ sẽ phạm kim lâu thê, kỵ vợ hoặc chồng, gây ra tai họa cho người vợ hay người phối ngẫu của mình. Trong vấn đề cưới hỏi, nếu cô gái phạm tuổi kim lâu thê thì người chồng sẽ chịu hậu quả, gặp nhiều tai họa, chuyện xui xẻo. Tử vi 2024 tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng có hạn hoang ốc không? Năm nay, bạn phạm tuổi lục hoang ốc, phạm hoang ốc. Lục hoang ốc có câu, lục ốc tạo ra bất khả thành. Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Tử vi 2024 tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng có hạn thái tuế không? Đinh Tỵ 1977 năm Giáp Thìn 2024 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2024 tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Đinh Tỵ 1977 năm Giáp Thìn 2024 là trạch bại, là một trong năm trạch xấu, gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch bại là xấu, vì vậy gia chủ 1977 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2024. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại hư khốc quỷ tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc đức bảo lộc, các trạch xấu là bại hư khốc quỷ tử trừ ra. Tóm lại, năm 2024, gia chủ sinh năm 1977 gặp trạch bại, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Phần 3, đánh giá vận trình tử vi nam mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2024 trên các phương diện. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ 1977 năm 2024. Tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm 2024 có bố cục chính ấn khắc thực thần, mang ý nghĩa hỗ trợ nâng đỡ trong mọi mặt. Tuy nhiên, bởi cung mệnh của bạn phạm vào tương hại với thái tuế, nên mọi chuyện đều chuyển xấu. Trong năm, công việc của người này khó mà thuận lợi, bởi người thân, trưởng bối trong nhà can thiệp quá sâu vào mọi việc quyết định của bạn. Mặc dù chính ấn mang tới cho bạn trí tuệ và sự thông minh tuyệt đỉnh, cơ hội thăng tiến không ít, nhưng vì áp lực từ gia đình nên bạn trở nên do dự thiếu quyết đoán. Thứ hai, về mặt tài vận của Đinh Tỵ 1977 năm 2024. Tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm 2024 trong mặt tài vận, người tuổi Đinh Tỵ 1977 cũng không được tự do. Dù tuổi tác cũng lớn nhưng vẫn bị cha mẹ người lớn tuổi hơn quản lý chỉ bảo. Mọi việc động đến tiền đều khó qua ải người lớn, làm gì cũng bị ngăn chặn, không đồng ý, không được ủng hộ. Thứ ba, về mặt tình cảm của Đinh Tỵ 1977 năm 2024. Tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm 2024 về mặt tình cảm cũng khá khó khăn. Quan hệ gia đình người thân luôn căng thẳng bởi không tìm được tiếng nói chung. Với mọi công việc lớn trong nhà, người này đều không được trưởng bối ủng hộ. Một mình một con đường riêng, cuộc sống nhìn chung khá cô đơn. Thứ tư, về mặt sức khỏe của Đinh Tỵ 1977 năm 2024. Tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm 2024 về mặt sức khỏe, chính ấn tọa mệnh, chủ các bệnh do nhiều chất bổ dưỡng quá mà thành. Ví dụ như béo phì, tiểu đường. Ngày thường người tuổi Đinh Tỵ cần lưu ý tật vừa ăn vừa xem TV hay vừa ăn vừa làm việc. Sự chú ý của bạn không đặt vào đồ ăn mà đặt vào TV, nên ăn ít ăn nhiều đều không biết, không tiết chế được. Một số đồ ăn có chất dinh dưỡng cao, ăn quá nhiều sẽ khiến bạn mắc bệnh béo phì. Bạn có thể đổi lại một chút thói quen, ví dụ như vừa làm việc vừa nghe nhạc, khi xem TV thì đứng lên đi lại vận động, khi làm việc hay lên mạng thì uống trà. Như vậy sẽ hạn chế phần nào nguy cơ mắc bệnh của bạn. Phần 4,
Luận hung cát tử vi 12 tháng năm 2024 của Nam Mạng tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Đinh Tỵ lại gặp khá nhiều vấn đề. Trong tháng này cần chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình, tập trung vào nhiệm vụ, không nên phân tâm để ý đến chuyện của người khác. Còn nếu cứ can thiệp vào chuyện của người khác, bạn dễ đẩy mình vào chốn thị phi, mâu thuẫn, ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Trong gia đình, cần phải chủ động trò chuyện tháo gỡ khúc mắc với các thành viên, nếu không tình cảm sẽ dần dần trở nên phai nhạt, gia đạo bất ổn. Đánh giá chung 3,5 sao, sức khỏe 4 sao, tài lộc 3,5 sao, sự nghiệp 3,5 sao. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng 2 năm 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Đinh Tỵ có những cải thiện nhất định. Bạn duy trì được trạng thái làm việc tích cực và nhiệt tình, vì thế mà công việc thường đạt được hiệu quả rất cao. Song nếu mục đích của bạn là thăng chức tăng lương thì có thể sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian cố gắng nữa. Tình hình tài chính tương đối ổn định, bạn có thể tìm các công việc tay trái để gia tăng thu nhập cho mình. Về phương diện tình cảm, các thành viên trong nhà đã hóa giải được những khúc mắc trước đó, đồng thời biết cách lắng nghe nhiều hơn. Cuộc sống ổn định cũng mang lại cho nhiều tác động tích cực đến sức khỏe. Đánh giá chung 4,5 sao, sức khỏe 4 sao, tài lộc 4 sao, sự nghiệp 4,5 sao. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, tài vận có những bước tăng triển ấn tượng, đặc biệt là với những người làm đầu tư kinh doanh hoặc những người làm nghề tay trái. Đường số sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra từ trước đó. Tuy nhiên, với những người làm công ăn lương, thu nhập của bạn vẫn ổn định chứ chưa có dấu hiệu gia tăng. Vì thế cần chú ý nhiều hơn đến việc chi tiêu, không nên mua sắm những sản phẩm vượt quá khả năng kinh tế của mình. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động trong tháng này. Người độc thân cần cởi mở hơn trong giao tiếp nếu mong muốn có người đến với mình. Đánh giá chung 4,5 sao, sức khỏe 4 sao, tài lộc 4,5 sao, sự nghiệp 4 sao. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tháng này là một tháng khá yên bình đối với người tuổi Đinh Tỵ. Mọi mặt của cuộc sống bước vào giai đoạn phát triển khá ổn định. Điều quan trọng bây giờ là bạn phải giữ vững tinh thần quyết tâm, cố gắng của mình, không nên lơ là để xảy ra lỗi sai đáng tiếc. Đường số cũng có thể nhân cơ hội này để học thêm về những kỹ năng mới, áp dụng vào công việc sau này sẽ rất hữu ích. Tình hình tài chính không có quá nhiều biến động. Bạn nên cẩn thận trước khi đưa ra mỗi quyết định, chứ không nên vội vàng nóng nảy nghe theo lời rủ rê của người ngoài. Đánh giá chung 5 sao, sức khỏe 5 sao, tài lộc 4,5 sao, sức khỏe, sự nghiệp 5 sao. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều may mắn trong khoảng thời gian tháng 5 năm 2024 âm lịch. Dưới sự trợ giúp của tam hội, bạn làm quen được với nhiều đồng nghiệp hoặc đối tác tốt bụng. Đôi bên có thể cùng nhau cố gắng và hướng tới một mục tiêu chung. Nhờ có bạn đồng hành mà dường như công việc nào cũng trở nên dễ dàng thuận lợi hơn hẳn. Tuy nhiên, hung tinh giáng họa khiến sức khỏe của bản mệnh phải chịu những tác động nhất định. Đường số cần chú ý khi tham gia giao thông, khi thực hiện vận động mạnh hoặc khi sử dụng vận hành máy móc để tránh những sự cố đáng tiếc. Tình hình kinh tế nhìn chung vẫn ổn định, bạn không phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Đánh giá chung 4,5 sao, sức khỏe 4,5 sao, tài lộc 3,5 sao, sự nghiệp 5 sao. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 6, sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu cải thiện. Bạn nên chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, tránh những căn bệnh vặt xuất hiện khi thời tiết thay đổi. Công việc cũng có nhiều tiến triển tích cực khi bạn luôn giữ tinh thần tích cực lạc quan. Tuy hiện tại bản mệnh chưa đạt được kết quả nào ấn tượng, song bạn đã dần dần gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Cứ tiếp tục duy trì như thế này, việc tăng lương thăng chức sẽ chẳng còn quá xa với bạn nữa. Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng nhẹ với những người làm ăn, cho thấy hướng đi trước đó bạn lựa chọn là đúng đắn. Đánh giá chung 4,5 sao, sức khỏe 4,5 sao, tài lộc 4,5 sao, sự nghiệp 4,5 sao.
Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng 7 2024 âm lịch không phải là một khoảng thời gian thuận lợi đối với người tuổi Đinh Tỵ. Trên phương diện sự nghiệp, dù bạn vẫn duy trì được tinh thần lạc quan tích cực, song dưới tác động của hung tinh, bạn có thể sẽ bị kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc của bạn và cái nhìn của người khác. Thời điểm này, bạn cần giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người. Dù có chuyện gì bức xúc cũng cần bình tĩnh tìm cách giải quyết phù hợp. Không nên nóng nảy bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng. Mối quan hệ gia đình cũng xuất hiện dấu hiệu không hòa hợp. Bạn và nửa kia cần trò chuyện, hàn gắn kịp thời, không để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào. Đánh giá chung 3,5 sao, sức khỏe 4 sao, tài lộc 4 sao, sự nghiệp 3,5 sao. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch, tình hình tài chính của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm trong tháng này. Có thể là vì bạn thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc, trong cuộc sống. Mức lương lúc này không có dấu hiệu tăng lên, vì thế mà bạn cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho rõ ràng nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. May mắn công việc đang dần dần đi vào quỹ đạo. Một vài đồng nghiệp có thể xuất hiện giúp bạn giải quyết khó khăn, đồng thời giới thiệu thêm những cơ hội mới phù hợp với năng lực của bạn. Hãy chú ý nắm bắt ngay chứ đừng chần chừ do dự nhé. Đánh giá chung 3,5 sao, sức khỏe 4 sao, tài lộc 3,5 sao, sự nghiệp 4 sao. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng này nhìn chung là ổn định. Bạn có đủ sức lực để tham gia vào những hoạt động mang tính thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong công việc, bạn tạo được mối quan hệ tốt với mọi người nên không còn sợ bị kẻ xấu ngáng đường nữa. Tuy nhiên, đường số cần mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình, như vậy mới dễ dàng ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Chuyện tình cảm khá bình yên. Nhân lúc rảnh rỗi, bạn có thể tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia, gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Đánh giá chung 4 sao, sức khỏe 4 sao, tài lộc 4 sao, sự nghiệp 4 sao. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch, điều mà người tuổi Đinh Tỵ cần chú ý nhiều trong tháng này chính là sự nghiệp. Bản mệnh là người có tham vọng, mong muốn mình đạt được nhiều thành tích cao, nhưng bạn không nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh với người khác. Một số người nhận trọng trách không nên lo lắng, tự ti quá mức nhưng cũng không nên quá tự tin, coi thường ý kiến đóng góp của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Trên phương diện kinh doanh, cục diện tương xung cảnh báo không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Đánh giá chung 3,5 sao, sức khỏe 3,5 sao, tài lộc 3,5 sao, sự nghiệp 4 sao. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 11, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó đã lui bớt. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bản mệnh có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai. Tình hình kinh tế cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời và thu về không ít lợi nhuận. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội được thưởng nóng hoặc tăng lương vì vừa hoàn thành được những nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao phó. Chuyện tình cảm tiến triển ổn định. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được người quan tâm chăm sóc mình. Đánh giá chung 5 sao, sức khỏe 5 sao, tài lộc 4,5 sao, sự nghiệp 4,5 sao. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng chạp âm lịch cuối cùng của năm 2024, mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Tỵ đều có dấu hiệu phát triển tích cực. Đường số tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc nên có thể thuần thục giải quyết những sự cố bất ngờ xảy đến, gây ấn tượng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Với người làm đầu tư kinh doanh, thái độ tích cực chủ động giúp bản mệnh dễ dàng nắm bắt những cơ hội làm ăn có lời, đem lại lợi nhuận cho tập thể. Tình hình tài chính cuối tháng tăng trưởng, bạn sẽ nhận được tiền lương tiền thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra trong suốt một năm qua. Đánh giá chung 4,5 sao, sức khỏe 4 sao, tài lộc
4,5 sao, sự nghiệp 4,5 sao. Phần 5, luận kết và cách hóa giải vận xui của nam mạng tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 trong năm 2024. Đối với nam giới tuổi Đinh Tỵ 1977, năm 2024 được dự đoán sẽ mang đến nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Giáp Thìn, người nam tuổi Đinh Tỵ nên tập trung vào một công việc và tránh thay đổi công việc trong năm nay. Phương diện tài chính cũng cần được quan tâm và lưu ý cẩn thận khi đầu tư tiền bạc. Về sức khỏe, năm 2024 không phải là một năm dễ dàng đối với nam giới tuổi Đinh Tỵ. Bệnh liên quan đến máu huyết hoặc tay chân có thể xuất hiện, do đó cần đề phòng và chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Dù có những khó khăn và thử thách, nhưng đừng quên rằng mọi thứ đều có thể vượt qua nếu ta cố gắng và kiên nhẫn. Hãy luôn lạc quan và tin rằng cuộc sống sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho những ai biết cách đối mặt với nó. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng để có được điều đó, bản thân họ phải biết tu tâm tích đức cho mình. Làm được những điều dưới đây, con người sẽ có được cuộc sống an nhàn tâm tịnh, cuộc đời ít gặp sóng gió, càng về hậu vận càng được hưởng nhiều phúc báo. Đừng than phiền oán trách cuộc sống. Một người thường xuyên than phiền, phàn nàn rằng cuộc sống không công bằng, ông trời không có mắt, sẽ cảm thấy sống vô cùng ngột ngạt và mệt mỏi, phúc khí cũng đều bay đi mất. Người ta thường mơ tưởng về những điều tốt đẹp ở một nơi rất xa, mà thường quên mất rằng chúng đang ở ngay bên cạnh mình và vui vẻ. Thật ra, rất nhiều thứ đều rất đơn giản, đừng suy nghĩ quá phức tạp, có như thế mọi người mới sớm được hưởng phúc báo đời người. Đừng kiêu căng tự mãn. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kỵ, người không khiêm tốn thì không rộng lượng, người không biết nhìn nhận cái hay cái dở, cái được cái mất trên đời. Người kiêu căng thì dễ sinh lòng đố kỵ khinh bạc, thậm chí thù ghét người khác, là nghiệp ác nên tránh. Thay vì đố kỵ ghen ghét với người khác, bạn nên ngưỡng mộ họ vì biết phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Trong cuộc sống, người luôn đố kỵ với người khác, trong thâm tâm khó mà thanh thản, cuộc sống lắm ưu phiền. Ghen ghét với người khác là tự rước vào mình những điều tiếng thị phi của người đời. Cuộc sống sẽ không được yên ấm, vui vẻ. Đừng keo kiệt mà hãy sống khoan dung. Khoan dung độ lượng với chính, với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Người sống không có lòng từ bi, chia sẻ chỉ bo bo cho mình cũng là tạo nghiệp ác, sẽ chẳng được hưởng phúc báo đời người. Người này nhất định không thể tạo được nhân duyên tốt đẹp, không gặp niềm vui, không biết đến tình thương và tình đồng loại. Con người phải có một tấm lòng khoan dung, có thể chấp nhận những việc khó chấp nhận nhất của thiên hạ. Chúng ta phải học được cách khoan dung với những người không có cùng quan điểm với chúng ta, đặc biệt là những người có mâu thuẫn với chúng ta. Khoan dung với người khác trên thực tế là khai mở sự trói buộc trong tâm hồn của chúng ta, nếu không thì chỉ có thể mang đến áp lực tinh thần lên bản thân. Người bị thiệt thòi sẽ chính là bản thân mình. Phải thừa nhận rằng giữa người với người có rất nhiều sự khác biệt. Hãy nhìn vào những ưu điểm của người khác, khoan dung với những khiếm khuyết của họ, đừng ham muốn vật chất vô độ. Một người luôn theo đuổi những vật phẩm xa hoa tiêu phí thoải mái, lòng tham không đáy, phải biết rằng dục vọng của con người giống như một vùng biển không thể lấp đầy. Người tham lam một khi đã chiếm được nhiều rồi nhưng lại vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Một người có lòng tham vô độ như vậy sẽ vĩnh viễn không tìm được một cách sống thích hợp với bản thân, người thân, bạn bè rồi cũng dần dần mà rời xa họ. Đừng khuyết thiếu tình yêu thương đối với người khác. Một người khuyết thiếu tình yêu thương quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân thì sẽ khó có thể bao dung người khác. Một khi đã không thể bao dung người khác thì sẽ thường xuyên có mâu thuẫn tranh cãi với những người xung quanh mình. Cơ hội và phúc khí cũng không ở lại bên người này. Ngược lại, một người luôn mang trong mình tình yêu thương thì có đủ độ rộng lượng và nhẫn nại trong các quan hệ xã hội như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Người như vậy, họ sẽ có một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và ở họ luôn tỏa ra một sức hút hấp dẫn những người xung quanh mình. Những điều may mắn cũng đến với họ.
đừng trộm cắp. Nghiệp ác này làm tiêu hao nhiều phúc đức của bản thân. Lấy của người thì người lại lấy của mình. Chiếm đoạt của người khác là gieo nghiệp ác, gây tranh chấp thù hằn, vi phạm đạo đức và pháp luật. Đừng tạo khẩu nghiệp. Lời nói như dao hai lưỡi, nói điều hay lẽ phải là tốt cho mình, cho người. Nói điều bậy bạ, dối trá là hại mình, hại người, gây xung đột. Thường xuyên bịa đặt để hại người khác là ác nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, cần thể hiện sự khoan dung độ lượng của mình đối với mọi người. Dù người khác có lỗi cũng lựa lời mà nói, không được dùng từ đay nghiến, xúc phạm hay làm tổn thương đến người khác. Trước khi nói bất cứ điều gì cũng cần phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng. Biết nói lời hay ý đẹp sẽ tạo phúc đức cho cuộc đời, sẽ sớm gặp phúc báo đời người. Trong cuộc sống thường gặp điều lành, được nhiều người quý mến. Ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí. Cúi đầu không phải là hèn yếu sợ sệt, mà là khoan dung khiêm tốn. Người có thể ngẩng đầu là người dũng cảm, không dễ sợ hãi. Nhưng người có dũng khí cúi đầu lại là bậc đại trí giả ngốc. Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì, mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy, bạn mới thực sự là làm chủ được mình và sống được tự do tự tại, chiêu mời được phúc khí. Trước khi kết thúc video, quý vị hãy hoan hỷ nhấn đăng ký kênh Tử Vi Việt để theo dõi video mới nhất mỗi ngày, để từ đó có sự chủ động điều chỉnh cuộc sống và công việc cho hài hòa thuận lợi. Nếu muốn được tư vấn riêng về tuổi của mình, quý vị vui lòng để lại thông tin chi tiết ở dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị một năm 2024 tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào và hẹn gặp lại!